Ok, đây chào bà con. Giờ mình bắt đầu xong rồi. Giờ mình đổ xong rồi bắt đầu đi về. Thì ở bên này mà có một số xe người ta cắt cỏ đó, người ta xin xe một xe dùng xe chắc nhiều thì nó thoải mái. Chất lên xong rồi đổ coi như rất là nhẹ nhanh. Còn mình thì mình không phải dân chuyên nghiệp á, mà có cái rờ mọt để kéo về cũng đỡ lắm rồi. Trước mặt mình đó là cái chỗ mà bán đồ cũ, người ta còn có thể xài được á, để người ta bán. Rồi có mấy cái mái nhà kia kìa đó, thì nó sẽ sử dụng cho tùy theo loại. Rồi khi mình tới đó, cái loại rác nào đó là mình phân biệt, rồi bắt đầu nó cho mình tới chỗ nào mình đổ. Thì đắp giấy thì nó có thể tái chế lại. Thì giấy thì coi như ngay trước mặt mình á, cái giấy về chai thì mọi cái đều có tùy theo chỗ đàng hoàng hết á. Giờ mình đang đứng đây dùng trời đèn xanh đỏ đó, cái ok rồi, bắt đầu nó cho mình đi. Rồi nó ra ngoài đó mình nó cân số ký, nếu cái xe của mình ít ký á thì nó cho qua, còn nếu mà nặng hơn á bắt đầu nó bắt mình phải đưa thêm tiền hay là cái voucher gì đó bà con. Thì hy vọng coi như ngày hôm nay rác này cũng được thôi. Ok, như vậy là mình không phải bỏ thêm tiền hay chặt thêm voucher nữa bà con ha. Coi cái rác là cây thì nó không có nặng ký quá, nó chỉ cồng cành thôi. Nó chỉ cồng cành thôi, coi như mình thoát rồi. Coi như hai cái voucher cho được thêm một năm coi là xong rồi. Còn mấy cái đám cây nào mà còn lại đó thì có thể mình sẽ mang về Sydney, mình bỏ vô cái thùng rác xanh của mình, rồi mình đổ thì miễn phí. Ở đây nó không có cái thùng rác trái cây, cây cối hay cỏ này kia, nó không có, nên đang người ta phải cắt thì mình mang tới đây người ta đổ. Còn ở Sydney thì nó có cái thùng màu xanh đó, cái màu xanh đó bên dùng về cắt cỏ những cây cối thì cái bỏ gì đó, thì ba tuần tới nó là lần. Còn cái rác màu vàng là để cho chai rồi giấy, mình bỏ vô cái thắt rác màu vàng để nó sẽ tái chế lại. Rồi cứ một tuần màu vàng, rồi một tuần màu xanh. Còn cái rác màu đỏ đó là cái rác thường như những đồ ăn nào mà mình bỏ đi đó, ví dụ như trái cây hay gì, bỏ biết trái cây hay cái gì thì mình bỏ vô thùng rác màu đỏ, thì cái đó là coi như về rác. Còn cái nào mà tái chế được á, ví dụ như màu vàng thì có giấy chai có thể tái chế, rồi màu xanh nó cũng mà có thể nó sử dụng lại được, cho nên nó xay để làm phân cho bà con. Đó, quay bây giờ coi như xong rồi ha. Rồi trước mặt mình là cái biển nè, là vùng biển. Tới đám trường học á cũng phải cẩn thận nha, coi như nó bắt đầu từ 2:30 mà bây giờ là 2 giờ thì còn được nửa tiếng nữa, thì có thể mình chạy được coi như khoảng chừng 50. Nếu mà chậm tới giờ mà học sinh đã về đó chỉ được phép chạy 40 thôi. Nếu mà quá tốc độ mà có cảnh sát đã đứng họ đo tốc độ thì coi như bị phạt nặng á. Thời gian đi lại quá chừng đi 2 giờ rồi thì về nhà bắt đầu mình tiếp tục mình dọn dẹp tiếp. Thì có cái nào mà mình gom lại đó bắt đầu có thể mình mang về Sydney, thì có thùng rác ở nhà đó thì mình bỏ vô đó. Thì coi như
coi như cũng tạm hoàn tất được công việc mấy ngày nay mình xuống vùng này, coi như sửa được mái nhà, rồi cũng như sửa lại cái đường dây điện để nó bỏ cái phần mà phần office mà nó coi như giờ tiết kiệm đó bà con. Thì tiết kiệm mà nó mình không hiểu tại sao nó cái giờ tiết kiệm nó lại cho về cái ban đêm với tức mình chứ. Ban ngày thì coi như hãng xưởng nó làm thì nó xài dịu, mà cái ban đêm thì đâu có hãng xưởng nào đâu mà nó mà để nó lại cho chạy cái giờ đó. Thì ra cái nước nóng á đối với mình á thì mình xài đủ. Nhưng mà không phải cho mấy tay nó thôi, nó tắm nước nóng nhiều quá thì cái kiểu nó tắm một bồn đó bà con, thì cái nó không đủ nước cho nó, thì nó nói là coi như bị thiếu nước hoài, thì nó kêu bị nhiễu, rồi mình cũng đồng ý cho tụi plumber nó sửa, nó thay element, mà element đâu có bị gì đâu, rồi nó cũng chặt tiền, rồi nó kêu bị nhiễu nước, rồi nứt chỗ này bị chảy chỗ kia gì đó. Thì mình cũng đồng ý cho nó đi, nó đào một cái đường ống nước á để nó coi thử. Nhưng mà mình nói tao muốn cái đồng hồ nếu mà nó nhiễu đó thì cái đồng hồ nó chạy. Nhưng mà nó bị nhiễu đâu, rồi cuộc thợ nó tới nó làm cũng tầm bậy bạ, rồi nó bắt đầu chặt tiền mình. Nó cũng chặt tiền mình thì tại vì khi mà người thuê họ khiếu nại về cái gì đó thì mình cũng đồng ý mình làm. Nhưng mà khi mà mình tới đây mình ở rồi bắt đầu, nếu mà trường hợp mà nó bị nhiễu nước thì cái nước nóng buổi sáng nó không có, nhưng cái này buổi sáng vẫn có, buổi tối mình tắm thoải mái, rồi tới sáng mình vẫn còn nước nóng, nhưng mà chứng tỏ nó không bị nhiễu. Đó là cái tại vì nó xài quá nhiều đi, nước nóng thì nó không đủ nước nóng cho tụi nó. Thì nói chung thì cũng là một cái kinh nghiệm cho mình. Thì bây giờ mình kêu thợ tới bỏ cái phần mà phần điện office đi, để cái bỏ cái phần điện mà tiết kiệm á, để connect nối tiếp cái điện bình thường đó. Là khi nào mới mình được tới người nào mà mưa thuê mướn á, mà họ hết nước nóng về ánh sáng của mặt trời á, thì người ta có thể mở điện để người ta xài. Thì nói chung thì cái nào cũng phải trải qua rồi bắt đầu mình vi có kinh nghiệm bà con ha. Rồi rất tiếc là cái thằng plumber đó, cái thằng về sửa chữa về nước non á, nó cũng tầm bậy, nó chặt tiền mình sửa tầm bậy mà chặt tiền. Ok, rồi bây giờ tới nhà rồi. Coi đi cũng rất là gần rồi bà con ha. Cũng rất là gần coi. Rồi ai mà thích cái video của mình á, cho mình một cái subscribe á, hay một cái like gì đó bà con. Rồi để mình tiếp tục mình quay thêm tiếp cho bà con thấy về cuộc sống ở bên hải ngoại như thế nào. Ok, rồi tới nhà rồi. Rồi bye bye bà con nha. Nhớ cho mình một cái subscribe hay một cái like gì bà con ha. Rồi cảm ơn nhiều. Rồi bye bye nha.